Bắt đầu câu hỏi thứ nhất, thì có một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, vong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng, nhưng có người mất lâu ngày vẫn về báo cho con cháu thiếu, đói. Vậy việc đó là như thế nào? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con và mọi người đều biết ạ. À, đây thì câu hỏi thứ nhất, các Phật tử đấy, có Phật tử hỏi rằng là vong chết sau 49 ngày sẽ phải đi đầu thai và không được đốt tiền vàng. Đây là theo quan điểm của nhà Phật. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải biết rằng cái đầu thai đi đâu? Ví dụ như mà đầu thai vào làm súc sinh chẳng hạn, là một con chó, hoặc một con gà, một con lợn, con trâu, con bò chẳng hạn, vân vân, thì đọa ở trong kiếp súc sinh thì phần lớn thì Đức Phật nói là do gì? Do si mê, tức là ngu si đó, kém phúc đó mà đọa vào kiếp súc sinh, thì lúc đó nó không có đủ trí tuệ mà cũng không có thần thông để mà quay về báo cho gì cho người thân được. Hoặc là nếu đọa vào trong đại địa ngục, chịu khổ báo ở trong đó, thì giống như người bị đi tù vậy, cũng không thể về để báo cho người thân được. Hoặc đọa làm kiếp súc, hoặc là đọa làm kiếp ngạ quỷ, đói khát, khổ sở vô cùng, nhưng cũng rất khó để về báo cho người thân được. Vì sao? Vì đó là cái nghiệp cảm. Cái nghiệp cảm đọa vào ba đường ác rồi thì rất khó để về báo cho người thân. Hoặc là nếu mà có phúc hơn một chút, phúc tội cân bằng, được đầu thai trở lại làm người, thì đã làm con người rồi thì cũng không mấy ai có gì có thần thông mà biết được kiếp trước của mình mà về báo cho người thân của mình được. Mà sinh lên trời, để sinh lên trời thì đương nhiên họ không thể về báo là thiếu đói như thế này được. Ở đây chúng ta phải đặt ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đó là sao? Quỷ thần nó giả danh là gì? Là người thân của gia đình chúng ta để nó kiếm ăn. Cái trường hợp này có rất nhiều. Chúng tôi ở trong chùa gặp rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Ví dụ như là để đi gọi hồn, đặc biệt là những năm gần đây có khá nhiều những người thân của thân nhân cái gia đình anh hùng liệt sĩ đó, thì đi gọi hồn. Có những người thông qua các nhà ngoại cảm thì có uy tín, có tiếng tăm ở trong đất nước, thì cái trường hợp này thì cũng không sao, có thể là có chỗ tin cậy nhiều hơn. Nhưng có những nhiều thân nhân của cái gia đình liệt sĩ, hoặc là gia đình những người có người đã mất hoặc mới mất, hoặc đã mất lâu rồi, nhưng mà vì muốn xem người thân của mình nhé, được vãng sinh chưa, được đầu thai chưa, được thoát hóa khỏi ba đường khổ đau chưa, vân vân, phải đi xem. Thì có những trường hợp đến xem thì những cái vong ở bên ngoài, hay mình nói là quỷ thần, nói theo như trong đạo Phật là quỷ thần, nó giả danh, nó vào nó đóng giả người nhà, người thân của chúng ta. Ví dụ như trường hợp ngày xưa người thân của chúng ta, các cụ mà khi còn sống thích hút thuốc lá, thì ngay khi mà nhập vào một cái nó đòi thuốc lá ngay. Hay là có người thì thích hút thuốc lào, ngay khi nhập vào một cái nó đòi thuốc lào, đòi cái điếu để hút thuốc lào như là các cụ này ngày xưa ngay. Hoặc là cái cụ nhà mình ngày xưa mà khi mà còn sống, hoặc người thân nhà mình khi ngày xưa còn sống, hay có những cái gì, biết có cái tật nguyền gì chẳng hạn, hoặc là có những cái thói quen nào chẳng hạn, thì quỷ thần nó cũng làm đúng như vậy. Thế vì sao quỷ thần làm được như thế? Đại lão Pháp Sư Hòa Thượng Thường Tịnh Hà Không là viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, ngài nói là gì? Vì nó có thần thông. Quỷ thần nó có thần thông, nó có một chút cái phúc báo, cho nên là gì? Nó biết được, nó xem thấy được và nó biết được cái người thân của chúng ta đã mất đó,
và nó đóng giả y như thật vậy. Và ở trong những bài giảng của cố trưởng lão hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân thì đại là cố hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân đấy, thì ngài cũng giải thích rằng có rất nhiều những trường hợp quỷ thần giả danh những người thân đã mất của chúng ta để họ kiếm ăn. Vì trong thế gian này, ở thế gian của chúng ta không có việc gì là không thể xảy ra, thì ở dưới quái âm cũng thế, cũng không có việc gì là không có thể xảy ra. Vẫn biết rằng thế gian đó có pháp luật, có hệ thống pháp luật để bảo vệ người dân, nhưng mà không phải là lúc nào pháp luật cũng có thể bảo vệ được người dân. Vì cũng có những kẻ này, những kẻ mà cái tâm của họ bất chính, hành động của họ là tà vậy. Ví dụ như kẻ trộm cắp, cướp của giết người, đâm thuê cho mướn vân vân chẳng hạn. Những kẻ như thế là những kẻ bất lương trong xã hội, nó sống là trốn chui trốn lủi pháp luật, và khi nào cái cơ hội đến nó sẵn sàng là nó để nó hành động. Chỗ nào mà pháp luật mà mỏng manh, sơ hở một cái là nó hành động, có thể là cướp của giết người. Chúng ta cũng thấy đâu đó có báo chí hay là tivi cũng sẽ nói rất rất nhiều những cái vụ án thương tâm như vậy. Thì ở dưới quái âm nó cũng có những trường hợp quỷ thần cũng gì cũng lén lút pháp luật ở quái âm để đi làm những cái việc giống như ở dân gian như vậy. Cho nên ở đây cái ý thứ nhất chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi này là có thể là do quỷ thần nó mượn, khi chúng ta đi xem nó nhập vào cái người nhà hoặc là nhập vào con cháu chúng ta. Có khi không đi xem nó tự nhiên nó đến nó nhập vào thì nó gì, nó đòi ăn đòi uống và nó xâm vào người nhà. Trường hợp này 3 năm trước, tức là năm 2014, chúng tôi gặp một cái trường hợp này ở trong quê của chúng tôi, ở trong Thanh Lương, Kim Bôi, Hòa Bình, bây giờ là Thanh Lương, Lương Sơn, Hòa Bình, ngay trong quê chúng tôi, mà ở ngay cùng xã luôn. Mà tôi cũng cái vụ này phải cho mấy thầy để vào để làm lễ cho cái trường hợp này, mà từ ngày đấy lễ xong cái thì khỏi luôn. Họ về họ bảo thì họ toàn xưng là người ông cụ tổ ba đời, mà là toàn là đòi cúng, mà cúng thì ngày nào cũng phải muốn, thì cũng phải muốn thịt một con gà và rượu thì uống hàng nửa lít, ngày nào thế, ngày nào cũng đòi ăn và đòi uống, và cứ nhập vào một cái là đòi ăn đòi uống. Thế bây giờ người nhà thì cứ bảo là người các cụ tổ ba đời về thì bắt đầu là cúng thôi, cúng mà đây nhập trong mấy tháng như vậy, có khi cả tuần liền, tuần nào ngày nào cũng nhập vào, có khi thì cách 2-3 hôm lại mới nhập vào, nhưng có khi cả tuần cả 7 ngày cũng nhập, mà 7 ngày nhập chỉ là 7 con gà thôi, nhập vào lần nào cũng đòi ăn. Thế mà cúng thì đến khi mà đến mấy tháng như vậy gia đình cũng kiệt quệ, kinh tế không còn nữa, thì ở nông thôn thì cứ con gà thì mấy khi mà ấy được đâu đó. Cho nên là khi đó thì có người mách thì đi ra ngoài chùa này, thì chúng tôi biết được là cái trường hợp này chắc chắn không phải là các cụ tổ ba đời, mà các cụ có thể phải thương con thương cháu đi. Thấy mà gia đình con cháu nó kiệt quệ, kinh tế không còn gì nữa, thì chắc chắn các cụ không sẽ không bắt con cháu phải đi vay đi mượn để làm cơm, để mua gà để cho các cụ ăn nữa. Nếu là thực sự là họ hàng tổ tiên chúng ta thì chắc chắn phải thương con cháu, không có chuyện nào. Từ cái đó tôi suy luận ra, tôi nghĩ rằng đây chắc chắn là quỷ thần mượn thân. Cho nên tôi cho mấy thầy về làm lễ xong một cái, mấy hôm sau là khỏi ngay. Từ ngày đó tới giờ là gia đình là yên bình để làm ăn, không có gì nữa cả. Và hôm rồi gia đình về, cả gia đình mấy người đi ra để lễ Phu Lan Báo Hiếu này. Đó. Cho nên cái trường hợp đó là gì? Quỷ thần mượn thân. Thế còn cái một trường hợp nữa thì có thể là gì? Do người thân của chúng ta thật sự là người thân chúng ta. Thế trường hợp này là gì? Ở trong kinh Phật đó, đặc biệt là trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Ma Bát Nhã của Đức Phật, có nói về rằng con người ta sau khi chết, tức là tim ngừng đập, hơi ngừng thở, ở thế gian chúng ta gọi nôm na là chết, thì sau khi chết là con người ta thì Đức Phật nói là thường sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân.
Trường hợp mà đặc biệt mà là cực thiện vãng sinh về cõi Phật đó, luôn đó, thì không phải sinh ra chung thân nữa, tức là thần thức đó ngay lập tức đi theo Phật về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoặc là về cõi tịnh độ mười phương luôn. Đấy là cực thiện thì không phải trải qua cái khoảng không gian chung thân, mà tấm thân này vừa có thể là vừa mất đi hơi thở đấy thì đang ngừng, thân thể còn ấm, thậm chí tim vừa ngừng đập một cái thì thần thức của họ đã ra đi về cõi Phật. Đấy là trường hợp cực thiện trong luận này chế độ Bồ Tát Long Thọ dạy như vậy. Còn trường hợp cực ác tạo tội ngũ nghịch thập ác vân vân đó, thì trường hợp này đoạn địa ngục đại địa ngục A Tỳ thì trường hợp này cũng không có chung bóng thân, tức là ngay sau khi mất đứt hơi thở, tim ngừng đập, thần thức đó liền đi vào trong đọa ngay vào trong địa ngục A Tỳ còn nhanh hơn tên bắn. Có hai trường hợp là cực thiện thì không có trung âm thân, không phải trải qua giai đoạn trung âm thân 7-7-49 ngày, thậm chí là một tiếng đồng hồ, một phút cũng không phải nữa, chứ đừng nói là 49 ngày. Đấy là cực thiện thì đi về cảnh giới thiện, còn cực ác thì vào cảnh giới ác thì cũng đọa lạc ngay. Đó, đây là hai trường hợp đối lập nhau. Thế còn ở đây thì Bồ Tát Long Thọ nói rằng con người ta giải thích, ngài giải thích rằng con người ta thì không phải là ai cũng cực thiện mà ai cũng cực ác. Phần lớn là thế gian chúng ta là thiện ác đều có. Trong kinh Địa Tạng nói rằng khi định nghiệp mà chưa phân, cái người làm việc ác nhưng mà định nghiệp chưa phân thì cái thần thức thường đi vào qua ba cái biển. Qua cái biển đó là biển nghiệp để định nghiệp, mà trong kinh Địa Tạng nói rất rõ, các Phật tử chúng ta đọc tụng thì chúng ta nhớ lại thì rất rõ cái biển đó, cái biển nghiệp đó. Còn cái người mà thiện ác đều có thì trường hợp này là gì? Sinh ra chung âm thân. Long Thọ Đại Bồ Tát nói rằng cái chung âm thân này sinh ra thì nó ở trong một cái dạng là ánh sáng, như một đứa trẻ 4-5 tháng tuổi trong bụng mẹ. Đấy, chúng ta cứ bây giờ thông qua cái sự phát triển tiên tiến của khoa học và y học bây giờ, chúng ta thấy là một đứa trẻ trong bụng mẹ nó như thế nào, thì cái chung âm thân của chúng ta sau khi mất mà không phải là người cực thiện, không phải là người cực ác, thì có cái trung âm thân đó. Có người cái trung âm thân này chỉ một vài phút hoặc một vài tiếng đồng hồ là đi đầu thai ngay, nhưng có người thì phải 2-3 ngày, 7 ngày vân vân, nhưng thường là không quá 49 ngày. Thì bắt buộc là phải đi đầu thai, nếu là trong quan điểm giải thích ở trong kinh luận của Phật giáo Đại Thừa, đó là 49 ngày là ngày thứ cuối cùng, là ngày thứ 49 là phải đi đầu thai. Tức là cái trung âm thân đó nó cứ hết 7 ngày thì nó lại diệt đi và sinh ra một trung âm thân mới, mà được 7 lần như thế đến tột cùng là 49 ngày đêm. Đó là khi đi đầu thai, phải đi đầu thai. Thì đầu thai đi đâu thì tùy theo cái định nghiệp, tức là cái nhân mà mình đã trồng khi mình còn sống và nhiều đời nhiều kiếp trước, và nhân khi mình còn sống vậy. Nếu mà thiện ác cả hai đều có, mà thiện nhỉnh hơn một chút thì chúng ta hết ngày thứ 49 thì được đi đầu thai làm người, nhưng mà là phúc báo lại kém, có thể thọ mạng kém, hoặc có thể là gì? Hay bệnh tật triền miên, hoặc có thể là nghèo đói, bị người khác khinh khi coi thường, làm kẻ ăn đỡ ở cho nhà người ta mà vẫn bị người ta gì? Người ta coi thường, làm giúp việc cho người ta, tận tụy với nhà người ta nhưng vẫn bị người ta coi thường. Đó là sao? Đó là chúng ta kém phúc. Chúng ta kém phúc, đã sinh vào được thân người nhưng mà thì không đủ phúc để hưởng, phải đi làm kẻ ăn người ở, hoặc là bệnh tật, hoặc là chết yếu, hoặc là gì? Sinh được đứa con hư, hoặc là lấy được người chồng nát rượu, cờ bạc, trai gái, hoặc là lấy được người vợ không trung thủy vân vân chẳng hạn. Đó đều là do thì cái phúc báo của chúng ta kém đấy. Còn ở đây, cái trường hợp này nếu mà xét về cái trường hợp trong câu hỏi này mà nói rằng là do thì người thân vẫn về báo mộng được, là do đói khổ quá, thì trường hợp này là có thể trước đây mất đi rồi, qua 49 ngày, phúc chưa đủ để làm người, mà ở sinh ở trong cái cõi gọi là cõi quỷ thần, hay mình gọi là cõi ma, là ma đó, ở thế gian chúng ta là ma đói đó, ma đói ma khát. Đây gọi là quỷ, ở trong kinh Phật thì gọi là quỷ hay gọi là ngạ quỷ, nói đầy đủ gọi là ngạ quỷ.
Nếu mà là thần ấy thì ít nhất thì nếu mà thần có chút phúc báo, nó trong một cái miếu hoặc là ở một cái gốc cây đại thọ thì nó vẫn có người cúng kiến, thì thỉnh thoảng có người lễ bái cúng kiến thì họ còn có cái để ăn để sử dụng. Nhưng còn đây là quỷ, tức là quỷ đói, nôm na là quỷ, nhưng mà nói đầy đủ là ngạ quỷ. Thì ở trường hợp này đói khát ngặt nghèo như vậy thì khi mà bình thường ra thì tại sao mà trước đây thì không thể nào mà họ về họ báo cho chúng ta được, thì bây giờ các Phật tử chúng ta thì đã là Phật tử đi chùa rồi, tụng kinh niệm Phật, chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta có công đức, đem cái công đức đó để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân đó. À, ví dụ như vừa rồi ngày lễ Vu Lan đấy, chúng ta đi lễ như vậy, 3 ngày chúng ta cùng tụng kinh Địa Tạng, hàng chục ngàn người, hơn chục ngàn người cùng nhau đọc tụng bộ kinh Địa Tạng đó, cái công hưởng và cái công nghiệp, và đặc biệt là cái nghiệp thiện này, cái chủng tử thiện này nó phát động rất lớn, cho nên nó kinh động cả gì tam thiên đại thiên thế giới, chứ đừng nói là gì đến địa ngục A Tỳ thì gì cũng chấn động, đến quái trời sắc cứu kính, hay là quái trời vô đỉnh, hay là tức là mình gọi là quái trời phi tưởng xứ đó cũng phải kinh động bằng cái lực, bằng cái tâm thành của đại chúng, chục ngàn người đọc tụng như vậy khiến cho họ nghe được, có thể thì họ ở dưới quái âm họ nghe được cái đó, và khi mà mình xong hoặc là trước đó mình đã đọc tụng kinh điển của Phật, làm bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân, đem công đức thiện đó để hồi hướng cho họ. Khi mà họ chúng ta hồi hướng lâu, kinh Địa Tạng nói đây 7 phần công đức làm trọn vẹn thì chúng ta được 6, còn người chết kia thì được 1 phần. Chúng ta cứ hồi hướng cho họ dần dần thì họ nghe được, họ tiếp nhận được, thì họ mới thoát khỏi cái cảnh địa ngục, thoát khảnh khỏi cái cảnh gì ở địa ngục thì lại sinh ra lòng quỷ đoại. Thì khi đó họ về thì họ báo cho người thân chúng ta đói khát lắm, khổ đau lắm. Trường hợp này trong kinh Phật, kể cả cái nhà hàm cũng có kể một số những câu chuyện như vậy. Giống như cái nhà hàm thì tôn giả A Nan một lần ngài đang thiền định thì nghe thấy tiếng khóc, khóc than sầu não ở trên hư không. Lúc bấy giờ thì ngài nhìn lên thì thấy cả mấy mẹ con nhà quỷ đói khát, người thì bỏ lăn bỏ xoài, người thì bồng bế con, người thì để dắt theo con cái, nhưng tất cả đều đói khát. Tôn giả đem cái chuyện đó bạch với Đức Phật. Đức Phật mới kể cái nhân duyên của cái cả một cái gia đình quỷ đó, do kiếp trước là bòn sẻn, keo kiệt, không biết bố thí, không biết cúng dường, thậm chí là đến bố mẹ, đến người thân, đến con cái cũng chẳng biết gì, cũng chẳng biết xuất tí tiền của để lo cung phụng bố mẹ già. Do cái nhân duyên như vậy cho nên là mới chịu cái cả gia đình mới thọ cái thân quỷ đói như vậy. Và tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng vậy thì có cách nào để khiến cho họ khỏi khổ không? Và Đức Phật mới lại là bắt đầu từ đó trở đi thì vào buổi chiều nơi đâu có chư tăng, chư ni, có Phật tử tu tập thì cứ vào buổi chiều khoảng lúc mặt trời lặn đó, bây giờ đó là giờ quỷ thần ăn, cho quỷ thần ăn, quỷ thần nó mới được ăn. Thì trong kinh Đức Phật nói là 10 phương 3 đời chư Phật đó, thì thường ăn một bữa, bữa sáng thì chư thiên ăn, bữa trưa chư Phật ăn, và bữa tối thì quỷ thần tựa ma quỷ ăn. Đấy là cái trong kinh A Hàm cũng như các kinh đại thừa Đức Phật nói như vậy. Cho nên Đức Phật dạy là từ đó trở đi nơi nào có tăng ni tu tập thì vào cái lúc buổi chiều tà lúc mặt trời sắp sửa xuống núi đó, bắt đầu xuống núi đó, thì nên thỉnh đại hồng chung và cúng dường thí thực cho các loài quỷ đói ăn. Đấy là cái nguyên nhân tôn giả A Nan thấy chúng sinh trong đường ngạ quỷ khổ đau như vậy, bạch với Đức Phật, và Đức Phật dạy cho cái phương pháp bố thí cho các loài ngạ quỷ, cô hồn, ma đói là được ăn khi mà họ có một chút nhân duyên với Tam Bảo, họ gặp được những cái nơi thí cúng đó thì họ được ăn và đỡ khổ. Thì cái trường hợp này Phật tử hỏi rằng sau khi chết thì theo đạo Phật không nên đốt vàng mã, nhưng mà người nhà hiện về thấy các vong hiện về nói rằng đói khát như vậy
thì có nên đốt vàng mã hay không? Thì xin thưa các vị, đốt vàng mã không có nhận được đâu. Đây là gì? Chúng ta nên gì? Nên cúng thí cho họ. Cúng thí cho họ bằng gì? Bằng thức ăn. Thức ăn ở đây không cần phải nhiều đâu, tí thanh bông hoa quả chúng ta thành tâm. Và đặc biệt như ở trong là Phật tử rồi thì chúng ta gì? Buổi chiều lại khi tụng kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Địa Tạng vân vân, bất cứ một kinh gì đó chúng ta quen tụng. Thì tụng xong rồi thì phần cuối chúng ta múc lấy một chén nước hay một bát nước gì đó, múc vừa vừa thôi, không cần phải đầy lắm, cũng đừng có vơi quá. Vơi quá thì thành sẻn, mà đầy lắm thì nó trào ra thì cũng không tốt. Nếu có điều kiện chúng ta nấu được nồi cháo, múc ra bát cháo, tí gạo tí muối là tốt nhất. Không thì chúng ta chỉ cần cho 7 hạt cơm, 7 hạt cơm một cái chén thì cho 2/3 chén nước hoặc là 2/3 bát nước là được. 7 hạt cơm trở lên thiếu thì không được. Trong kinh Phật Sa Di Phật dạy nói thiếu thì không đủ để biến, tức là thành sẻn, tức là tâm còn sẻn đó, mà nhiều quá thì nó phí phạm. Cho nên trong Sa Di Luật Giải ấy, Đức Phật dạy là chỉ cần khoảng 7 hạt cơm trở lên, 4 bánh thì khoảng 1 tấc bằng cái móng tay này, bằng cái đầu móng tay này là được. 4 bánh 1 tấc tề hình móng tay, tức là khoảng bằng cái đầu ngón tay này. Chúng ta tương đương là sao, là khoảng 7 hạt cơm trở lên hoặc là hơn một tí cũng được. Hoặc là chúng ta trong một cái thìa nhỏ nhỏ cũng được, không sao. Đó. Cho vào đó chúng ta cúng. Chúng ta nhất tâm chúng ta đọc những cái bài thần chú biến thực biến thủy ở trong cái nghi thức cúng thí thực đó. Chúng ta chỉ cần đọc từ nhược nhân dục liễu chi trở đi thôi, chứ không cần là phải thỉnh. Với cái đại lễ thì chúng ta mới cần thỉnh, và không thì chúng ta cứ như các sư tụng như thế nào thì chúng ta tụng như thế. Cái đấy đem công đức vô lượng. Một số Phật tử nói rằng ở tại gia thì không nên cúng thí thực vì ma nó đến. Nghĩ như vậy không phải là đệ tử của Phật. Nói như vậy cũng không phải là người đệ tử, người con của Phật. Người con của Phật đó là phải phát cái tấm lòng này đại từ, đại bi, thương xót chúng sinh để mà gì? Mà ban bố. Cái gì chúng ta làm được, có khả năng làm được thì chúng ta làm. Vì cái này chúng ta chỉ sử dụng cái tâm thôi. Nhất tâm để thọ trì đọc tụng lời Phật dạy ở trong cái khóa tụng khóa niệm đó, trong cái khóa thí thực đó. Còn cái các thứ mà chúng ta chuẩn bị thì rất là đơn giản. Một chén nước và bát nước, 7 hạt cơm. Nhưng hạt cơm ở đây thì trong Sa Di Luật Giải nói là nó phải thanh tịnh, tức là sao? Tức là khi vừa cơm vừa chín, chúng ta phải lấy trước ra. Chứ đừng có ăn rồi xong là lấy cơm thừa, cơm nguội ở trong thì trong nồi cũng như thế thì mang cái tâm là quay thường thì không tốt. Nếu hôm nào chúng ta quên lấy cái cơm từ lúc bữa trưa hoặc bữa tối chúng ta nấu cơm, chúng ta quên lấy mà chúng ta ăn xong rồi á, thì trong Sa Di nói là chúng ta lấy gạo được. Lấy một chút gạo, hoặc là 7 hoặc chục hạt gạo, hơn một tí, cứ cho vào một thìa đi thì gạo cũng biến được đó. Nhưng trong Sa Di Luật Giải nói là lấy cơm là tốt nhất, lấy cơm là tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta quên thì chúng ta lấy gạo, chứ đừng có lấy cơm thừa để cúng. Chúng ta có thể, nếu mà chúng ta tùy duyên, có thể chúng ta để lên trên cái đó, để lên trên ban thờ cho tiên cũng được. Không thì chúng ta để nó vào hiên nhà cũng được. Chúng ta để nó vào cái đĩa, để cái cốc hoặc cái chén cũng để vào cái đĩa, để ra ngoài cái hiên nhà chúng ta. Hay để ra lan can này, cả nhà các Phật tử chúng ta ở tại gia, chúng ta để ra lan can nước ngoài cũng được. Gọi là bố thí. Chúng ta chưa làm được việc đại thí thì chúng ta làm được việc tiểu thí. Đó gọi là tiểu thí. Tức là thí cho những người có duyên. Mà những người đó không, chưa chắc đã là chỉ là ma đói đâu. Chưa chắc chỉ là những linh hồn, âm hồn đầu đường xá chợ đâu. Mà có thể đấy chính là người thân của chúng ta đã mất. Có thể là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta có duyên với đến nhà chúng ta. Trong Đạo Phật nói rằng chúng ta gặp nhau một lần thôi nó cũng là cái duyên. Hoặc là ác duyên, hoặc là gì? Thiện duyên. Ác duyên thì nó đến là gì? Nó đòi nợ, đến là báo oán. Còn thiện duyên thì họ đến để thân thừa, tức là đến để thân cận, để gần gũi, để mong chúng ta giúp đỡ, như kinh Địa Tạng nói. Nay chúng ta tu tập được chút công đức,
chúng ta hồi hướng cho gia tiên kiều hiền thất tội nhiều đời nhiều kiếp, cho nên họ nhận được, họ nghe được cái lời hồi hướng chúng ta, họ tìm về với chúng ta. Mà tìm về với chúng ta là gì? Bỏ đói họ. Họ rất là buồn, họ rất buồn. Cho nên vào cái giờ đó thì các Phật tử chúng ta nên là gì? Tất cả các Phật tử chúng ta đều nên cúng thí thực khi mà khoan đến buổi chiều tối như vậy. Hoặc là nếu không được buổi chiều thì buổi tối cũng được, không sao. Chúng ta đừng có nghe một số các vị tăng ni không học đến nơi đến chốn, hay là nghe một số Phật tử nói rằng ui dù ở tại gia không được cúng. Cúng thí thực tại gia là ma đói về nhà. Và nó thì nó cúng xong một cái nó ăn rồi nó quen, nó không đi, nó ở lại tại đó, nó chiếm nhà chúng ta luôn. Không có cái chuyện đó các quý vị. Không có, tuyệt đối không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta dùng cái tâm chân chính, tâm ngay thẳng mà phát bồ đề tâm, phát nguyện cúng thí thì bố thí cho họ. Họ ở đây như tôi nói là có thể là không phải là ma khát ma đói đâu, mà chính là người thân của chúng ta, vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ, anh em nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta có duyên đi về với chúng ta đó. Cho nên ở đây chúng ta làm cái việc đó chỉ có phúc chứ không có họa. Nhưng mà làm là chúng ta làm phải nhất tâm để làm, nhớ là phải nhất tâm để cúng. Khi cúng là tâm chúng ta phải để ý vào, đặc biệt là khi biến thực biến thủy. Biến thực biến thủy thì chúng ta phải đọc cho nó đủ, ít nhất là phải được 7 biến thần chú đó, 7 biến thần chú biến thực đó, 7 biến thần chú biến thủy đó. Nếu đọc 3 biến thì sợ tâm của chúng ta tán loạn, nó chưa đủ cái công năng, cái hiệu lực để biến cái hạt gạo, hạt cơm đó thành những cái thức ăn tùy theo ý muốn của các vong linh kia, cái chúng sinh kia. Cho nên nên 7 biến. Cái này chúng tôi gặp rồi. Năm 2012-2013 khi mà làm Pháp hội Trung Phong ngày đó thì chỉ đọc cái biến thực biến thủy của vì cái Pháp hội Trung Phong ngày đó là Pháp sư Ngộ Thông đưa về Việt Nam, chỉ cái biến thực biến thủy chỉ có đọc 3 lần thần chú thôi. Biến thực chân ngôn 3 lần, biến thủy 3 lần. Cho nên chúng tôi cứ y kinh, y sách để đọc có 3 lần. Và buổi chiều lại còn không cúng cháo nữa, biết ngay. Một cái trường hợp ở ngoài Quảng Oai, cả gia đình đi vào lễ cầu siêu cho các vong linh gia tiên. Vào làm lễ cầu siêu xong và đi khi ra về một cái thì bắt đầu là về tới nhà một cái thì vong người các cụ nhập vào đòi ăn. Thế con cháu mới bảo rằng thì ở trên chùa thì lên chùa 3 ngày thì cúng cho 3 ngày thôi mà. Thế thì không được ăn à? Bảo có được ăn nhưng mà ăn gì? Ăn ít lắm, đói lắm. Lên chùa thì rất là vui, tu rất là thích. Nhưng mà mỗi một cái là gì? Đói. Thế bắt đầu thì không chỉ một trường hợp đấy mà có vài trường hợp khác nữa, nó cũng kiểu tương tự như vậy. Thì khi đó chúng tôi mới bắt đầu mới nghiên cứu và bảo tại sao cái pháp hội như thế này, đầy cái đồ lễ đồ cúng hàng đầy như thế này, đặc biệt là ngày cuối cùng cúng dài đến hàng mấy trăm mét đồ thức ăn đồ lễ như vậy, 400-500 mét, nếu mà giải nhỏ nhỏ cái cây số thức ăn bim bim rồi bỏng bánh trái hoa quả thanh bông hoa quả rồi cháo chén vân vân, tại sao các vong người kêu đói? Tôi nghiên cứu, tôi xem lại thì hóa ra là có 3 biến, đọc 3 biến chú. Đọc 3 biến chú thì tôi nghĩ là cái tâm của các vị pháp sư mà có đạo cao đức trọng, tu hành phạm hạnh lâu năm ấy, thì các ngài có thể chỉ đọc một câu thôi đã đủ biết rồi. Phật chỉ cần gì khởi tâm chú nguyện, Bồ Tát cần khởi tâm chú nguyện họ đã nhận được. Nhưng mà chúng ta đều là phàm phu, nghiệp chướng sâu dài. Cho nên là thì tôi nghĩ rằng có lẽ do cái lỗi của mình khi đọc chú của Phật không chú tâm, cho nên là cái thức ăn đó nó chưa đủ để biến ra, để tùy tâm mãn nguyện của chúng sinh. Vì vậy mà bắt đầu từ đó chúng tôi khi mà soạn ra cái nghi thức trung phong tam thể niệm mới, chúng tôi đều làm gì? Biến thực biến thủy ít nhất là 7 biến. Nếu còn thời gian thì đọc 21 biến, nhưng mà 7 biến là đủ rồi.
7 biến là cũng đủ để chúng ta nhiếp tâm. Thì thường cái biến thứ nhất thì chúng ta quán cái thức ăn của mình chuẩn bị, ví dụ như là chuẩn bị Phật tử chúng ta chuẩn bị cái bát cháo hoặc là tí gạo, tí muối hoặc là tí 7 hạt cơm cho một cái chén, cái chúng ta quán biến thứ nhất là chuẩn bị như vậy. Biến thứ hai, biến chú thứ hai chúng ta quán là gì? Là cái đồ cúng đó là gì? Một chén thì biến thành 7 chén. Biến thứ ba, từ chỗ 7 chén đó thì biến thành 49 chén. Từ biến chú thứ tư thì chúng ta 49 chén đó chúng ta biến thể biến mãn khắp hư không. Và đặc biến thứ năm thì chúng ta quán tưởng là cái thức ăn đó không phải là chỉ mấy hạt gạo, mấy hạt cơm nữa, mà bát nước nữa, mà nó thì thành những cái thức ăn thơm ngon bổ dưỡng tùy theo tâm lượng của chúng sinh họ mong muốn. Thức ăn gì thì thức ăn đó liền hiện đến tùy theo tâm muốn của họ. Biến thứ sáu thì chúng ta tăng về cái thức ăn này khiến cho thì các loài ngã quỷ, thì trong kinh Đức Phật nói bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như kim, muốn ăn nó nhưng mà gì ăn mà thì nghẹn không ăn được, thì chúng ta quán tưởng cái thức ăn này là gì đều vừa với cái tâm lượng của họ, muốn ăn bao nhiêu thì ăn vừa đủ, ăn no thì thôi thoải mái thôi, không bị nghẹn, không bị hóc, không bị tắc vân vân chẳng hạn. Biến thứ bảy thì chúng ta biến phát nguyện là cái thức ăn này gì ngon bổ như là cơm của cõi Phật Hương Tích. Cho nên là đấy là cách mà quán tưởng khi mà chúng ta chỉ bảy biến chân ngôn biến thực. Biến thủy cũng tương tự như biến thực, thì chúng ta thì biến là thức ăn, là cơm, là đồ ăn, là canh. Còn thủy thì chúng ta thì lại quán là gì, là canh, là nước canh và là những đồ canh gì có nước và như gì nước uống cho họ vân vân đó. Nhưng đừng có quán ra rượu bia Phật tử chúng ta đừng có quán ra rượu bia cho các vong nó uống say, có khi nó thì nó oánh nhau ở dưới đó thì cũng nguy. Cho nên chúng ta thì quán ra các loại nước thì cam lộ thủy, các loại nước mà ngon ngọt bổ dưỡng, không làm cho chúng sinh bị gì say sưa mê mờ quay cuồng vân vân đó. Đấy là những cái đọc đến câu thần chú nào thì chúng ta quán tưởng những câu thần chú đó như vậy. Và từ ngày đó trở đi thì chúng tôi đi làm các pháp hội ở bất cứ nơi đâu đều đọc từ 7 biến trở lên, thì qua cái vấn đề tâm linh thì tiếp nhận được lại cái thế giới bên kia, họ nói rằng các pháp hội đến dự pháp hội của chúng tôi tổ chức từ ngày đó trở đi là được ăn toàn những thứ ăn là thế gian không có, thế gian chưa bao giờ có những cái loại thức ăn như vậy. Cho nên ở đây là cũng là những cái kinh nghiệm qua những cái tháng năm tu tập, rút kinh nghiệm dần dần trong cuộc sống, trong những lần đi hoằng pháp và trong những lần đi tổ chức các kỳ đại lễ. Đúc kết lại như vậy thì cũng khuyên các Phật tử chúng ta thì nên cúng, tụng kinh niệm Phật xong nên cúng như vậy. Đừng có nghe một số các vị sư học đến nơi chưa đến nơi đến chốn, và các vị Phật tử cũng vậy, học chưa đến nơi đến chốn, cứ người này truyền tai người kia truyền tai người khác, nói rằng là cúng thí thực tại nhà là ma quỷ nó đến rồi nó chiếm nhà chúng ta nữa. Không có đâu các Phật tử, bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi, bây giờ nhà chúng ta có điều kiện, chúng ta phát nguyện là mỗi buổi sáng cho khoảng độ gì 3-5 người ăn mày hoặc là người lang thang cơ nhỡ một năm xôi. Chúng ta phát nguyện là mỗi ngày chúng ta chỉ có đủ điều kiện kinh tế cho 3-5 người thôi. Thì chúng ta mua xôi về, cứ thấy những người ăn xin lang thang bên ngoài đường, ngoài chợ thì họ đi ăn xin, chúng ta thì đem cái năm xôi đó cho họ, chúng ta cho hết rồi thôi, hôm sau lại cho tiếp. Cứ vậy như vậy, tuần tự như vậy, họ nhận năm xôi của cho họ cảm ơn họ đi, ăn xong họ đi. Và nếu chúng ta có thì có thiền tình, mời họ ngồi ở trong nhà lấy chén nước cho họ, để họ ăn xôi, tí xôi hoặc tí cái bánh mổ bánh mì xong, chúng ta mang cốc nước cho họ uống xong thì họ đi. Họ đi, họ đâu có chuyện họ ở lại để chiếm nhà chúng ta được, không có cái chuyện đó. Cho nên cái Phật tử chúng ta học Phật là phải học cho nó đến nơi đến chốn, thấu tình đạt lý. Muốn nói mà cái gì đó thì chúng ta phải có cơ sở, phải có cơ sở dựa vào lời Đức Phật đã dạy qua ba tạng thánh điển kinh luận luận để mà nói, chứ không thể nói bừa được, phải tốt. Cho nên đây là cái câu trả lời thứ nhất để trả lời các Phật tử như vậy, thì không nên lấy đốt tiền vàng làm gì, chúng ta nên thực tế là hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta, cho oan gia trái chủ của chúng ta vân vân. Và đặc biệt
Nếu mà được thì các Phật tử cứ tụng kinh vào buổi chiều hoặc buổi tối, chúng ta nên làm cách thí thực đó, thì khiến cho nếu mà các vong linh người thân chúng ta mà chưa được siêu thoát, nay nhờ chúng ta đọc kinh họ thoát được trong hai ba đường ác, họ hai đường ác đó là địa ngục của ngạ quỷ, hoặc là thoát được kiếp súc sinh, nhưng mà cái súc sinh đó, cái vong, cái linh hồn của cái con chó hoặc con mèo trong gia đình chúng ta nó mới mất, nó chưa được điều thai thì nó mới có cơ hội nó quay lại nó báo với chúng ta là đói khổ như thế, thì khi đó chúng ta đem cái thí thực này để hướng cho họ và họ nhận được cái thí thực này và không bị thì đói khát nữa. Đó là cái việc làm đúng với lời dạy của Đức Phật nhất, đúng với cái tấm lòng từ bi của người quan Phật xuất gia như tại đại nhất, thì thầy xin khuyên như vậy.